trước khi trận bán kết vô dụng của nữ diễn ra thì trong ngày thiếu đầu tiên đã kết thúc, đó là trận đấu tranh hạng 5 giữa Galaxico Thái Bình và Hà Phú Thanh Hóa. Hà Phú Thanh Hóa đã có được một chiến thắng với tỷ số 3-2 và giành vị trí thứ 5. Một tình huống chắn đôi tốt của Bích Tuyền và Lê Thanh Thúy, 2-0 cho Ninh Bình Liverpool Bank. Một sự khởi đầu đầy thuận lợi dành cho các cô gái áo đỏ. Tiếp tục là quả phát bóng của Đinh Thị Thúy. Quả đập của Nguyễn Thị Xuân, trọng tài xác định bóng đã đi ra ngoài sân. Các cô gái hóa chất đưa ra tia sáng cho rằng ở trong tình huống vừa rồi bóng ở trong sân. Chuyền một tốt vẫn còn. Đội chủ nhà đang nhập cuộc với một khí thế rất tốt và đập rất mạnh của Bích Tuyền. Nhưng sau đó là tình huống tranh chấp không thực sự tỉnh táo của đội trưởng bên phía đội chủ nhà. 1-3 cho hóa chất Đức Giang tia sáng. Lý Thủy Lến thực hiện quả pha bóng. Và bám chắn thành công của đội bóng áo vàng. Thanh Thúy đã không thể vượt qua được hàng chắn của đối phương. 2-3. Trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi. Tiếp tục là tình huống pha bóng của Thanh Thúy. Sơ đoạn của Lý Thị Luyến. Quay lại đến với các cô áo đỏ. Đó là pha ghi điểm quen thuộc của Nguyễn Thị Bích Tuyền. Trong trận đấu với Bộ Tư lệnh Thông tin vào ngày qua, Bích Tuyền cũng đã chơi rất tốt. Tuy nhiên, đội chủ nhà Liverpool Bank vẫn không thể có được chiến thắng. Một tình huống để mất điểm đáng tiếc của hóa chất Đức Giang tia sáng. 5-2 cho Ninh Bình Liverpool Bank. Vẫn còn. Lại là pha ghi điểm của Bích Tuyền. 6-2. Đội chủ nhà đang nhập cuộc rất tốt ở trận bán kết này. Hóa chất Đức Giang tia sáng được đánh giá tương đối cao, nhờ một đội hình đồng đều. Thì chất lượng đến từ Thái Lan là Thiết Tre, nhưng hiện tại thì Ninh Bình đang là đội nhập cuộc tốt hơn. Vẫn là Bích Tuyền. Và xử lý bóng đơn giản nhưng hiệu quả. Tầm bật cao đã giúp cho Bích Tuyền quan sát sân rất tốt. Rất nhanh chóng, huấn luyện viên người Thái Lan ông Van Achote đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý khi Ninh Bình Liverpool Bank đang dẫn trước hóa chất Đức Giang tia sáng với cách biệt 5 điểm. Trong trận đấu giao quân ở giải đấu năm nay, hóa chất Đức Giang tia sáng đã có chiến thắng rất nhẹ nhàng và nhanh chóng trước VTV Bình Điền Long An. Nhưng sau đó thì đội bóng này đã gặp vô vàn khó khăn khi đối đầu với Galaxico Thái Bình. Và họ chỉ có thể vượt qua Thái Bình với tỷ số 3-2. Bích Thủy.
37 cho Hóa Chất Ninh Giang Tia Sáng. Chuyền hai người Thái Lan. Tischer thực hiện quả pha bóng. Tình huống điều chỉnh cho một không tốt của Ninh Bình Liverpool Bank. Điểm được ghi cho các cô gái Hóa Chất Ninh Giang Tia Sáng. 47. Libero của đội chủ nhà đang tỏ ra khá đau đớn. Không biết Thành Diệu có gặp vấn đề gì không. Nếu Thành Diệu gặp vấn đề đó chắc chắn là một tổn thất rất lớn của Ninh Bình Liverpool Bank, bởi đội bóng của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng chỉ có duy nhất một libero. Đội hình của thông tin Liverpool Bank ở giải đấu năm nay là khá mỏng. Họ chỉ có tổng cộng 11 cầu thủ. Chắc hẳn huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đang rất lo lắng. Thành Diệu đã được các đồng đội bế ra ngoài sân. Trong một tình huống phòng thủ không va chạm với một cầu thủ nào, nhưng Thành Diệu đã gặp phải chấn thương. Không có libero Thành Diệu, đó chắc chắn là một tổn thất cực lớn. Dương Thị Yến Nhi đang tạm thời đóng vai trò là libero của đội chủ nhà. Cú đập như bố bổ của Bích Tuyền. 8-4. Hy vọng chấn thương của Thành Diệu không ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ áo đỏ. Bích Tuyền thực hiện quả pha bóng. Còn bóng chạm tay của Lưu Thừa ra ngoài sân. Điểm số được rút ngắn cho còn 5-8. Tú Linh thực hiện quả pha bóng. Tình huống điều chỉnh cho một không tốt của Bích Tuyền. Tốt của Nguyễn Thị Xuân. Và chuyền bóng mang tính đột biến cao của Tischer. Cô đẩy bóng ra biển để Nguyễn Thị Xuân kết thúc. Các tay chắn của Ninh Bình Liverpool Bank rất khó để theo kịp tình huống chuyền bóng tốt vừa rồi của Tischer. Đó là tình huống chớp thời cơ chuyền lưới tốt của Hồng Hạnh. Sự bàn của Hồng Ngát. Đội trưởng bên phía Hóa Chất Ninh Giang Tia Sáng. Sau khi để cho đối thủ rút ngắn cách biệt số còn một điểm thì huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Lợi thế của Ninh Bình bây giờ chỉ còn lại có một điểm mà thôi. Ở mùa giải hôm nay, huấn luyện viên Thái Thanh Tùng chỉ có trong tay tổng cộng 11 cầu thủ. Và có rất nhiều vị trí chỉ có duy nhất một người. Trong đó có vị trí libero. Ông đã chia tay khá nhiều những cầu thủ như Bé Ngọc, như Mỹ Hằng hay Cẩm Tú. Năm ngoái Cẩm Tú thi đấu cho Thái Bình, cho Ninh Bình theo dạng cho mượn từ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng ở mùa giải vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã lên hạng và Cẩm Tú trở về khoác áo đội bóng chủ quản của mình. Việc Cẩm Tú chia tay Ninh Bình
khiến cho Nguyễn Trình buộc phải vá vào vị trí của cầm tú để chơi ở vị trí chủ công. Đá bóng ra ngoài sân. Và kết thúc ra ngoài của Hồng Ngát. Người vừa không thể đá bóng thành công là Bích Thủy. 17 cho Ninh Bình Liverpool. Tiếp tục là quả pha bóng của Nguyễn Thị Trinh. Vẫn còn. Quả đập tốt của Đinh Thị Thúy. Ở trong tình huống vừa rồi, trọng tài số 1 ông Trần Việt Thắng đã phải cần đến sự trợ giúp của trọng tài số 2 bà Thúy Hà để đưa ra quyết định cuối cùng. Như vậy là điểm số thuộc về Ninh Bình Liverpool Bank. Vị trí bóng rời trước tầm mắt của trọng tài số 2. Bà Thúy Hà có quan sát tốt hơn và đã có góp ý với trọng tài số 1. Đá 14 cho Hóa Chất Đức Giang Tươi Sáng. Đá 11. Cái biệt đang là 3 điểm. Vẫn còn. Nguyễn Thị Xuân đã không thể vượt qua được các cái chắn của đối phương. Đó là pha kết thúc của Lý Thị Luyến. 9-12. Hai trận bán kết nội dung của nữ đều dự đoán là rất kịch tính. Trận bán kết hai sẽ là cuộc đọ sức giữa Bộ Tự Thông tin và VTV Bình Định Long An. 10-12. Sau khi trận đấu này kết thúc khoảng 30 phút sẽ diễn ra trận bán kết đầu tiên ở nội dung của nam. Cầu thủ biên phòng sẽ gặp Hà Tĩnh. Vẫn còn. Tốt của Hồng Ngát. Ở mùa giải này, trong những trận đấu đã qua, Hồng Ngát đã phát huy khá tốt khả năng của mình. Vẫn còn. Hồi lại đến với Đinh Bình. Pha phòng thủ tốt của Bích Tuyền. Sau đó thì Hồng Ngát đã đập bóng ra ngoài sân. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. 13-11. Chuyền Hà Yến Nhi thực hiện quả pha bóng. Đánh khá khéo léo của Hồng Ngát. 12-13.
tham dự cúp Hoa Lư năm nay mới chỉ có hai đội bóng có sự xuất hiện của các ngoại binh, đó là Ninh Bình Sơ Đoàn, đó là Hóa Chất Đến Sáng Tiên Sáng và đội chủ nhà Ninh Bình Liverpool Sports Bank đội nam. Hóa Chất Đến Sáng Tiên Sáng có cây chuyền hài Thiết Trà đến từ Thái Lan, còn đội nam của Ninh Bình có một tay đập đến từ Azerbaijan. Cái biệt bây giờ chỉ còn lại có một điểm. Vẫn còn. Và chỉ ngay từ bước hai của Bích Trà không thành công. Tầm bóng hơi thấp và Bích Tuyền đã không thể có pha kết thúc như ý. Điểm số được cân bằng 14 đều. Sau rất nhiều những nỗ lực bám đuổi, bây giờ Vanachote đã cân bằng được điểm số. Và kết thúc không tốt của Lê Thanh Thúy. 15-14 cho Hóa Chất Đến Sáng Tươi Sáng. Rất tiếc cho Bích Tuyền, cô đã thực hiện một cú đập đầy uy lực nhưng bóng đã đi ra ngoài sân. Và kết thúc thể hiện sự quyết tâm rất cao của Bình Tuyền. Tiếp tục là tình huống phá bóng của Lý Thị Luyến. Bây giờ thì Bích Tuyền đã cắt điểm thành công. 15-16. Lê Thanh Thúy thực hiện quả phá bóng. Và kết thúc tốt của Lưu Thị Huệ. Trận đấu đầu tiên đang diễn ra rất kịch tính và căng thẳng. Rất tiếc là tình huống phá bóng vừa rồi của Lê Thị Thúy, bóng đã đi ra ngoài sân. 17-16 cho Hóa Chất Đến Sáng Tươi Sáng. Quả phá bóng của Tichea. Tichea cũng thực hiện pha phá bóng lỗi. 17 đều. Trận bán kết 2 nội dung nữ sẽ diễn ra vào chiều ngày 15 tháng 2. VTV Bình Điền Long An gặp Thông Tin Liverpool Bank. Số bàn gặp Bộ Thông Thông Tin. Điểm được ghi cho Ninh Bình. 18-17. Rất tốt của Nguyễn Thị Xuân.
Thị Xuân vừa rồi đã vét hết tay để lách chắn của đối phương và cô đã thành công. Không có một libero thực thụ trên sân, ít nhiều khiến cho các cô gái Ninh Bình gặp khó khăn. Vẫn còn. Chắc bóng ra ngoài sân. Lưu Tử Hệ đã không thể hóa giải được quả đập của đối phương. Và kết thúc tốt của Tú Linh. Bây giờ Tú Linh thực hiện quả phát bóng. Điểm được ghi cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Trong những trận đấu vừa qua thì Dương Thị Yến Nhi không được vào sân nhiều. Ngày hôm nay khi Yến Nhi vào sân ở một vị trí bất đắc dĩ thì cô đã gặp rất nhiều khó khăn trong những tình huống điều chỉnh chuyên môn. Việc Thành Diệu bất ngờ gặp phải chấn thương nằm ngoài tính toán của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng. Điều đó thực sự khiến cho đội chủ nhà gặp khó khăn trong những tình huống không chỉ điều chỉnh chuyên môn mà còn là những tình huống phòng thủ ở hàng sau. Bóng ngoài sân. Ở góc quay vừa rồi chúng ta có thể thấy bóng đã ở ngoài sân khá nhiều. Và bàn chắn tốt của Lưu Thị Huệ và Đinh Thị Thúy. 20 đều. Phòng thủ hay. Trọng tài xác định bóng đã chạm chắn các cô gái Hóa Chất Đức Giang Hà Nội ra ngoài sân. 21-20. Đây là giải đấu mà ban tổ chức không áp dụng công nghệ Video Challenge. Mặc dù vậy, đây là giải đấu mà các đội bóng cũng không đặt nặng thành tích. Họ chủ yếu là kiểm tra vị trí, thử nghiệm đội hình, kiểm tra phong độ của các cầu thủ trước khi bước vào vòng một của giải vô địch quốc gia. Sau cúp Pro League, các huấn luyện viên sẽ có đánh giá tổng quan để có thể tìm ra một đội hình mạnh nhất tham dự vòng một và tranh vòng 24/2 tới. Những điểm số vừa qua đang giúp cho các cô gái chủ nhà có một tinh thần rất tốt, một pha bóng rất giằng co, vẫn còn. Đường bóng chắn tốt của Bích Thủy. Bích Thủy đã khuất phục được người đàn em Lưu Thị Huệ. Bích Thủy đã rời sân
để nhường chỗ cho Cao Thị Hoa Thắm. Và Hoa Thắm sẽ là người thực hiện quả pha bóng. Điểm số đang là 21 đều. Rất kịch tính. Đã có lỗi của các bạn Ninh Bình. 22-21. Trong trận đấu với Bộ Tư lệnh Thông tin ngày hôm qua, Ninh Bình Liverpool đã có những trận đấu rất giằng co, đặc biệt là trận đấu thứ ba khi họ thất bại với tỷ số là 29-31 trước đối thủ. Trận đấu thứ tư cũng kết thúc với tỷ số rất dài và rất uy lực của Bích Tuyền. 22 đều. Lưu Thị Huệ thực hiện quả pha bóng. Đánh bồi không thành công của Lý Tư Luyến. Vẫn còn. Đó là tình huống kết thúc của Hồng Ngát. 23-22 cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Nguyễn Thị Xuân thực hiện quả pha bóng cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Pha bóng không qua lưới. Rất đáng tiếc. Rất quan trọng của trận đấu, cần phải hạn chế tối đa những sai lầm ở thời điểm này, đặc biệt là những tình huống phát bóng. Và bám chắn tốt của các áo đỏ. 24-23. Bây giờ Ninh Bình Liverpool Spain có một set point. Ngay lập tức thì huấn luyện viên Parachute đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Quả pha bóng của Huyền Trang rất tốt. Pha phẩm chiến thuật tuyệt vời của Hóa Chất Đức Giang tia sáng. 24 đều. Nông Thùy Anh là người vào sân. Bên phía Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Quả đập tốt của Bích Tuyền. Lý Tự Luyến lại trở lại sân để thay cho Nông Thùy Anh. Ninh Bình có thêm một set point nữa nhưng Đinh Thị Thúy đã phát bóng không qua lưới. Hai năm đều. Rất kịch tính.
bước một khá tốt. Minh Tuyền đã không thể thu ra một quả đập. Và vừa rồi đội trưởng của Ninh Bình đã một lần nữa giúp cho đội nhà có được xếp quanh. Tình huống điều chỉnh chỉ một lỗi của các cô gái áo vàng và bây giờ là cơ hội cho Ninh Bình. Đường truyền rất không tốt nhưng rất may cho Bích Tuyền là pha bóng chắn vừa rồi của các cô gái quá chất đi sang tia sáng, bóng đã đi ra ngoài sân. Như vậy là đội chủ nhà Ninh Bình Liverpool Bank đã có được chiến thắng ở trong trận đấu đầu tiên với tỷ số sát nút là 27-25. Họ có một cờ đầu thuận lợi trong trận bán kết này. Trận đấu đầu tiên đã khép lại với chiến thắng thuộc về đội chủ nhà. Tỷ số của set 1 là 27-25. Ở trong set đấu thứ hai, các cô gái Ninh Bình thi đấu ở phần sân bên phía cái đài màn nhỏ của quý vị và các bạn. Và họ là đội phát bóng trước với tình huống phát bóng của Trần Hải, Vi Thị Yến Nhi. Vẫn còn. Quay lại đến với hóa chất đi ra tia sáng và đập tốt của Tú Linh. Điểm số đầu tiên của set đấu này đã thuộc về các cô gái áo vàng. Tú Linh thực hiện quả phá bóng, một pha phá bóng khá khó của Tú Linh. Và kết thúc quen thuộc của Bích Tuyền. Sở trường của Bích Tuyền đó là những tình huống bóng cao biên, đặc biệt là ở vị trí số 2. Bích Tuyền luôn phát huy được hết khả năng của mình và cô thường xuyên không cho đối thủ có được những tình huống phòng thủ như ý. Điều đó đồng nghĩa với việc điểm số thuộc về Ninh Bình Liverpool Bank. Hai một cho hóa chất Đức Giang tia sáng. Lý Thủy Liên thực hiện quả phá bóng. Đó là quả đánh của Nguyễn Thị Trinh. Hai đều. Việc đội bóng không có nhiều lựa chọn ở vị trí chủ công, vì vậy mà Nguyễn Thị Trinh đã phải thiếu ở vị trí này trong áo của Ninh Bình Liverpool Bank. Nguyễn Thị Trinh là một trong những phụ công hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam trong những năm gần đây. Lại có thêm một điểm nữa được ghi do công của số 15 bên phía Ninh Bình Liverpool Bank. Mặc dù không phải là một chủ công chính hiệu nhưng Nguyễn Thị Trinh có khá nhiều những tình huống xử lý bóng rất khéo léo. Bích Tuyền phá bóng. Chuyền bóng tốt. Tình huống bà Yến Nhi đã có phần lưỡng lự
ở pha bóng vừa rồi. Bốn năm cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Đội trưởng Hồng Hát thực hiện quả phát bóng. Pha phá bóng rất tốt của Hồng Hát đã khiến cho Bích Tuyền không thể có một tình huống điều chỉnh số một tốt. Thêm một điểm nữa cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng. 5-3. Tiếp tục là quả phát bóng của Hồng Ngát. Hồng Ngát đã bẻ gãy được chiều một của đối phương. 6-3. Khả năng phát bóng của các gái Hóa Chất Đức Giang tươi sáng đang là khá tốt. Cú đánh rất có lực của Nguyễn Thị Trinh. Tiếng bỏ chuyền không thành công của Thiết Trai à. Sáu cho Lê Bình Liên Việt Postbank. Chắn bóng ra ngoài sân. Lưu Thư Hệ và các đồng đội vẫn đang ở thế bám đuổi. Tuy nhiên cách biệt là không quá lớn. Đây mới là những diễn biến đầu tiên của set đấu thứ hai. Bích Thủy thực hiện quả phát bóng. Rất mạnh của Bích Tuyền sau vạch 3m. Năm bảy. Thành tốt của cầu thủ bên phía Hóa Chất đưa ra tia sáng. Đó là quả đập của Trần Tú Linh. 8-5. Đội bóng của huấn luyện viên Vara Chote vẫn đang tạo ra một áp lực cần thiết lên phía đối phương. Quả bóng quá thấp và Lê Thị Thúy buộc phải xử lý. Vẫn còn. Những pha chuyền bóng tầm thấp thì Đinh Thị Thúy luôn có được những pha cắt bóng tốt. Và kết thúc chữ Y rất hay của Đinh Thị Thúy. 6-8. Thị Trà đã có một tình huống sửa bóng rất tinh tế để giúp cho Lý Thị Huyền kết thúc thành công.
96 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Và thêm một điểm nữa cho đội bóng áo vàng. Đó là tình huống kết thúc của Nguyễn Thị Xuân. Và huấn luyện viên Thái Thị Tùng vừa rồi đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Cái biệt bây giờ đang là 4 điểm nghiêng về Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Một khoảng cách không quá lớn. Nguyễn Thị Xuân luôn phát huy được kinh nghiệm cũng như bản lĩnh của mình. Kết thúc thời gian tạm dừng. Công của Bích Tuyền. Lý Thị Luyến đã có một tình huống bắn chắn rất tốt. 11-6. Thả dài với cú ra vào cuối thế này. Các cô gái Ninh Bình Liverpool Spain nằm ở bảng A cùng với các nhà đương kim vô địch Galactico Thái Bình, Kinh Bắc Bắc Ninh, Than Quảng Ninh và Ngân hàng Công Thương. Còn Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng nằm ở bảng B cùng với Bộ Tư lệnh Thông tin, Bình Điền Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa. Đã có những sự ăn ý tốt hơn của chủ đài Tiết Trà với các mũ đánh nhanh của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Quả pha bóng của Tú Linh. Thanh Thủy đã ghi điểm để cắt chuỗi liên điểm của đối phương. 72. Còn rõ ràng việc chuyển sang chơi ở vị trí trái chiều trường khiến cho Nguyễn Thị Trình không thể phát huy được hết khả năng của mình. Số 15 của Ninh Bình vẫn đang là vô công hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam. Việc thi đấu ở vị trí chủ công ít nhiều khiến cho Nguyễn Thị Trình gặp khó khăn khi hội quân cùng đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games 31, sau bạn SEA Games 32. Quả đánh tốt của Lê Thanh Thúy. Rất mạnh của Nguyễn Thị Trình. Điểm được ghi cho Ninh Bình. Và bám chặt đôi tốt của Lưu Thị Huệ và Nguyễn Thị Bích Tuyền. Lưu Thị Huệ đã giáp trắng rất nhanh. Và chính cô là người đã hóa giải thành công quả đập của đối phương. Thank you.
đánh của Tú Linh không có bất kỳ một cầu thủ nào của đội chủ nhà nhảy lên bám chắn. 14-9. Chỉ một tốt, không khó khăn để Bích Tuyền ghi điểm. Khi chuyển bóng đẹp ra vị trí số 2, tầm bóng cao thì gần như 100% Bích Tuyền đều ghi điểm. Trình đã không thể vượt qua được các chắc chắn của đối phương. 14-10. Tisha là người đã bám chắn thành công ở pha bóng vừa rồi. Pha bóng không qua lưới. Vẫn còn khả năng điều bóng linh hoạt của Tisha giúp cho các mũi tấn công của Hóa Chất Vĩnh Giang Tia Sáng luôn có được những pha bóng rất đẹp để kết thúc. Vừa rồi là một tình huống như vậy. Sang sân của Đinh Thị Thúy 17-11. Và huấn luyện viên Thạch Thanh Tùng đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Cách biệt bây giờ đã là 6 điểm nghiêng về Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Đã có những sự chuệch choạc trong cả tấn công cũng như phòng thủ của các cô gái áo đỏ. Mặc dù trong những diễn biến vừa qua, huấn luyện viên Thạch Thanh Tùng đã thay vị trí chuyền hai, Huyền Trang đã thi đấu thay cho Yến Nhi. Vị trí chuyền hai vẫn đang là điểm yếu với rất nhiều những đội bóng của cả nam và nữ của bóng chuyền Việt Nam. Điều đó cho thấy đào tạo được một cầu thủ chuyền hai tốt thực sự là vô cùng khó khăn. Pha hợp rất nhịp nhàng giữa Tisha và Lý Thị Luyến. Tisha đã chuyển tốt hơn rất nhiều ở trong trận đấu thứ hai này. Đó chính là tiền đề để giúp cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng có được lợi thế lớn về mặt điểm số vào lúc này. Tất nhiên các cầu thủ Ninh Bình cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc bắt bước một. Ở trong trận đấu đầu tiên, libero chính của họ là Thành Diệu đã gặp phải chấn thương và không thể tiếp tục trận đấu. Dương Thị Yến Nhi đã vào sân bất đắc dĩ. Trong những trận đấu vừa qua tại vòng bảng thì Yến Nhi rất ít khi được sử dụng. Vì vậy số 1 của Ninh Bình Liverpool cũng khó để có thể bắt nhịp ngay được với trận đấu. Cú đá tốt của Tú Linh. 20-12, cơ hội cực kỳ lớn dành cho các cô gái áo vàng ở trong trận đấu thứ hai này. Họ đã tạo ra cái biệt lên đến 8 điểm trước đội chủ nhà Ninh Bình Liverpool Bank. Hai
rất mạnh của Bích Tuyền nhưng không thể thắng được hàng sau của đối phương. Đó là pha kết thúc ra ngoài của Tú Linh. 13-20. Vẫn là một khoảng cách rất khó để đội chủ nhà có thể san lấp. Huyền Trang pha bóng. Chặn bóng thành công. Lê Thanh Thúy và Đinh Thị Thúy đã thiết lập một hàng chắn đôi rất kín. Có thêm một điểm nữa dành cho Ninh Bình Liverpool Bank. 15-20. Có lẽ sẽ có sự hội ý. Và đúng là huấn luyện viên của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Họ vừa để cho đối thủ ghi 3 điểm liên tiếp để rút ngắn cách biệt xuống còn 5 điểm. Đây là lần hội ý đầu tiên của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng ở trong trận đấu thứ hai này. Vẫn là một thế lợi thế không hề nhỏ dành cho đội bóng của huấn luyện viên người Thái Lan, ông Vanachote. Nhưng cơ hội chưa hoàn toàn đã khép lại với các cô gái của đội chủ nhà. Tiếp tục là tình huống phát bóng của Huyền Trang. Vẫn còn, không kịp. Huyền Trang có phần hơi chậm ở trong tình huống phòng thủ tiếp theo vừa rồi. Tú Linh thực hiện quả phát bóng. Và phẩm chiến thuật hay của các cô gái đi mình. 16-21. Lại là tình huống ghi điểm của Bích Tuyền. 17-21. Chuẩn hài Tisha đã rời sân để nhường chỗ cho Hương Giang. Vẫn còn. Bóng ngoài sân. Trọng tài xác định bóng không chạm chắn của các cô áo đỏ. 18-21. Bây giờ thì cách biệt chỉ còn lại có 3 điểm mà thôi. Tuống phát bóng của Đinh Thị Thúy. Rất tiếc là Lê Thị Thúy đã không thể có một tình huống bám chắn tốt. 22-18. Và tạo một lỗi rất đáng trách của Lý Thị Luyến. 19-22. Nguyễn Thu Hà đã vào sân để thay cho Lê Thanh Thúy. Điểm yếu của Lê Thanh Thúy đó chính là những tình huống phát bóng. Và Thu Hà đã vào thay để thực hiện quả phát bóng. Vẫn còn. Không có một tình huống xử lý tốt.
rõ ràng khả năng phòng thủ của Huyền Trang ở trong những tuần bóng như vừa rồi vẫn còn rất hạn chế. Hai ba mười chín, chiến thắng đã đến khá gần với Nguyễn Thị Xuân và các đồng đội ở trong set đấu thứ hai. Số một tốt, tướng trước thời cơ trên lưới tốt của Bích Thủy. 24-19. Năm set point cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Cơ hội là rất lớn. Lần hiếm hoi Bích Tuyền bị đánh bại ở vị trí sở trường với một quả đâm bóng khi hàng chắn của đối phương đã hóa giải thành công. Và set đấu thứ hai đã khép lại với chiến thắng 25-19. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với set đấu thứ ba, trận bán kết 1 nội dung nữ giữa hai câu lạc bộ Ninh Bình Liverpool Bank và Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Tỷ số của trận đấu sau 2 set bây giờ đang là 1-1, khi ở set đấu vừa qua các cô gái Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng đã có được chiến thắng với tỷ số 25-19. Trước đó ở set 1, Ninh Bình có chiến thắng 27-25. Chuyền hai Tích Trà thực hiện quả pha bóng đầu tiên của set 3 cho các cô gái Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Bóng trong sân và pha bóng tốt của Tích Trà. Trong trận đấu tranh hạng 5 giữa Hà Phú Thanh Hóa và Galaxyco Thái Bình, các cầu thủ Thanh Hóa đã có được chiến thắng rất kịch tính với tỷ số 3-2 trước Thái Bình. Và đây là trận đấu mà Hà Nội ít nhất cũng sẽ phải thi đấu trong vòng 4 set. Điểm số được cân bằng 1-1 cho đội chủ nhà. Tốt của Bích Tuyền. Đang có một sự nhập cuộc rất chắc chắn của các cầu áo đỏ. Trận đấu thứ ba này thì chuyền hai Vi Thị Yến Nhi đã chơi ngay từ đầu. Lỗi chuyền một của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Sự khởi đầu tốt sẽ tiếp thêm nhiều sự tự tin cho Đinh Thị Thúy và các đồng đội. Bóng chạm chắn ra ngoài sân sau quả đập của Trần Tú Linh. 2-3 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng.
ra ngoài của Minh Tuyền. Tỷ số được cân bằng 3-3. Tiếp tục là quả phá bóng của Tú Linh, nhưng lần này Tú Linh đã phá bóng không qua lưới. 4-3 cho Ninh Bình Liverpool Spain. Phá bóng rất tốt của các bài hoa chiến gian kia sàn với người kết thúc sau cùng là Nguyễn Thị Xuân. Nguyễn Thị Xuân sinh năm 1986. Tình huống phát bóng, bóng đã đi ra ngoài sân nhưng đã chạm khẽ vào tay của Đinh Thị Thúy. Sau khi có tình huống điều chỉnh cho một tốt, Bích Tuyền đã nhận được một đường truyền rất thuận lợi của Yến Nhi để ghi điểm 5-5. Tình huống điều chỉnh sự một lỗi của Tú Linh. 6-5 cho Ninh Bình Liverpool Spain. Cầu thủ hay, bóng quá sát lưới và Nguyễn Thị Trình đã buộc phải xử lý. Đội tuyển đã không có một pha phòng thủ tốt. Tỷ số được cân bằng 6-6. Bước một tốt, để chuyển hơi ngửa. Và cái bước tốt của Hồng Ngát. 7-6 cho Hóa Chất Đức Giang kia sáng. Cả đội đang báo đuổi rất xích sao từng điểm số 1 ở trong trận đấu thứ 3 này. Trọng tài 1, ông Trần Việt Thắng lại cần phải hội ý với trọng tài số 2 bà Nguyễn Thị Hà để đưa ra quyết định cuối cùng về pha bóng vừa rồi. Như vậy trọng tài sẽ bóng đã ở ngoài sân. Điểm được ghi cho Ninh Bình Liverpool Spain 7-7. Lưu Thủ Hệ đã có thêm một bàn chắn tốt thì hóa giải quả đập của Bích Thủy. Quả đập rất uy lực của Hồng Ngát. Vẫn còn. Bây giờ Thiều Ngát đã ghi điểm
Cú đá phạt rất tốt. Điểm số được cân bằng 8 đều. Hồng Lan đã có những trận đấu rất tốt tại Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay. Cú một tốt, nhưng đó là pha phạm lỗi nhịp của các cô gái áo đỏ. Đường truyền của Yến Nhi đã không đúng tầm bao đà của Lưu Thị Huệ. Mới là những trận đấu đầu tiên Yến Nhi phối hợp với các đồng đội, vì vậy chắc chắn cầu thủ được mượn về từ Hà Nội cần thêm nhiều thời gian để phối hợp, đặc biệt với những phút còn 18. Các chuyền hài luôn cần rất nhiều thời gian để phối hợp ăn ý với các phụ công. Vẫn còn. Phủ bóng xa lưới nhưng Minh Tuyền vẫn đang có một tình huống xử lý tương đối tốt để cắt điểm. Minh Tuyền đã quan sát sân tốt ở trong pha bóng vừa rồi. Điểm số được rút ngắn xuống còn 9-10. Và pha bóng của Bích Thủy. Những đường bóng xa lưới như thế này sẽ khó để mang lại hiệu quả cao từ những pha kết thúc của Bích Tuyền. Ngay sau tình huống bóng vừa rồi, huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã buộc phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Ninh Bình Liverpoolbank đang để cho đối phương dẫn trước với khoảng cách là 3 điểm. Thời gian hội ý đã hết, hai đội trở lại sân để tiếp tục trận đấu thứ ba. Vẫn là tình huống phát bóng của Trần Thị Bích Thủy. Phát bóng không qua lưới. Mười hai. Hoài My đã vào sân để thay cho Yến Nhi. Bóng của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng có đến 3 chuyền hai. Tuy nhiên cả Yến Nhi, Hoài My và Huyền Trang đều không cho thấy được sự nhìn hơn của mình. Vì vậy mà huấn luyện viên Thái Thanh Tùng vẫn đang loay hoay để sử dụng 3 cầu thủ này. Đây là những cổ động viên của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Họ luôn tạo ra một bầu không khí đầy náo nhiệt trên các khán đài.
Người vừa ghi điểm là Lê Thanh Thúy. 11-14. Tốt của Tú Linh. 15-11. Vẫn còn. Những pha phòng thủ tốt của Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Đinh Thị Thúy đã có một pha phòng thủ rất hay. Vẫn còn, pha bóng rất giằng co. Bóng lại đến với các cô gái Hoa Chất Đức Giang tia sáng. Vẫn còn, Bích Tuyên. Và cuối cùng thì pha bóng rất dài đã khép lại. Điểm số đã thuộc về các cô gái Ninh Bình Liverpool Bank. Rất đáng khen cho nỗ lực phòng thủ của cả hai đội ở những diễn biến bóng vừa qua, đặc biệt là đội chủ nhà Ninh Bình Liverpool Bank. Tốt của đội trưởng bên phía Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Hồng Ngát. Bóng ngoài sân. Các vận động viên của Hóa Chất Đức Giang tia sáng cũng như bao luyện của đội này đã có những phản ứng với quyết định vừa rồi của trọng tài. Chúng ta chưa được xem lại pha quá chậm để biết bóng có ở trong sân hay không. Kết thúc của Nguyễn Thị Trinh. 14-16. Và huấn luyện viên Van Achute đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý, dù đội bóng của ông vẫn đang dẫn trước đối phương. Tuy nhiên cách biệt bây giờ chỉ còn lại có 2 điểm. Thời gian hội ý đã hết, hai đội trở lại sân để tiếp tục trận đấu thứ ba. Tỷ số đang là 14-16. Pha phá bóng khá hiểm hóc của Bích Tuyền. Trận bóng thành công.
xuống bóng chắn rất tốt của Lưu Thị Huệ. 15-16, cách biệt chỉ có lại có một điểm. Bóng đỏ thành công của Hồng Ngát. Bây giờ các quả áo đỏ lại để cho đối phương dẫn trước với khoảng cách 2 điểm. Muốn tạo điểm kịp thời của Hồng Ngát để lấy lại tinh thần cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Quả đánh khá có lực của Nguyễn Thị Trình. Và kết thúc tốt của Bích Tuyền. 16-17. Đã có thêm một điểm nữa cho Ninh Bình Liên Việt Postbank. 17 đều. Cách biệt đã được san lấp. Kể từ khi Hoài My được đưa vào sân, có vẻ như những tình huống chuyền bóng của số 7 bên phía Ninh Bình đã tốt hơn. 18-17 cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Đúng một tốt. Cú đập rất mạnh của Đinh Thị Thúy. Tầm bóng hơi thấp. Vẫn còn. Và lúc rất hay của Trần Tú Linh. Tuyết Trà vẫn cho thấy được đẳng cấp của mình trong những đường chuyền. Điểm được ghi cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Bóng đã đi ra ngoài sân sau pha kết thúc của Đinh Thị Thúy. 20-17. Và vừa rồi huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Trận đấu đã bắt đầu bước vào giai đoạn rất quan trọng. Cái biệt đang là 3 điểm nghiêng về Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Các nhà đương kim Á quân của giải vô địch quốc gia. Ở mùa giải năm ngoái, các cô gái Ninh Bình cán đích ở vị trí thứ 4. Họ đã thất bại trong trận tranh hạng 3 trước VTV Bình Điền Long An. Giải vô địch quốc gia năm nay hứa hẹn cũng sẽ rất kịch tính và hấp dẫn khi các đội bóng tiếp tục được sử dụng các cầu thủ ngoại. Mỗi đội bóng sẽ được mua 2 cầu thủ ngoại, tuy nhiên chỉ có một người được vào sân. Của các cô gái Hóa Chất Đức Giang tia sáng. 21-17. Cú đập như bố bồ của Bích Tuyền. 18-21.
Bích Tuyền vẫn đang là cây ghi điểm hàng đầu của Ninh Bình trong những mùa giải gần đây. Vẫn còn. Lại là Bích Tuyền. 19-21. Ở thời điểm quan trọng như thế này thì mọi đường truyền đều hướng đến vị trí của Bích Tuyền, kể cả cô ở cầu trên hay cầu dưới. Bảo kinh nghiệm mà huấn luyện viên Thái Đình Tùng có thể rút ra trong thất bại ngày qua trước Bộ Tư lệnh Thông tin trong trận đấu thứ tư trong cuộc đối đầu ngày qua, khi mà Ninh Bình đi về Postbank đã dẫn trước đối thủ với tỷ số là 20-15. Nhưng Yến Nhi trong suốt 5 điểm đó không truyền cho Bích Tuyền một quả nào. Điều đó đã khiến cho Ninh Bình Liverpool Postbank cuối cùng đã phải nhận thất bại ở trận đấu thứ tư mang tính quyết định và thua 1-3 chung cuộc. Và phải gặp đội đầu bảng ở trong trận bán kết một này, đó là Hóa Chất Đức Gia Tia Sáng. Đội bóng được đánh giá cao hơn nhờ sự đồng đều. Nguyễn Thị Xuân. Hai ba hai mươi. Tichia chuyển hai người Thái Lan thực hiện quả phát bóng. Vẫn là tình huống kết thúc ghi điểm của Nguyễn Thị Bích Tuyền. Lần đầu Bích Tuyền thi đấu tại giải Vulcusa là vào năm 2016 trong áo của Trời Vĩnh Long. Khi đó cô mới gần 17 tuổi. Bóng ngoài sân. 24-21. Có 3 cơ hội để Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng giành chiến thắng ở trong trận đấu thứ 3 này. Và điều chỉnh số 1 không tốt. Nhưng sau đó Thanh Thúy và Bích Tuyền đã có một pha bấm chặt đôi hiệu quả. 22-24. Vừa rồi ban huấn luyện của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Huấn luyện viên Văn Hà Chủ Thề rất thận trọng. Sáng tỷ số của trận đấu thứ ba là 25-22 và đội bóng của huấn luyện viên Vanachute tạm thời vươn lên dẫn 2-1 sau 3 trận đấu.
Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ tư, trận đấu bán kết đầu tiên nội dung của nữ giữa hai câu lạc bộ Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng và đội chủ nhà Ninh Bình Liverpool Bank. Ở trận đấu thứ tư này, các cô gái áo đỏ Ninh Bình Liverpool Bank thi đấu ở phần sân bên phía tay phải mà nhỏ của quý vị và các bạn. Tốt của Trần Tú Linh, một không cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Đây là trận đấu rất quan trọng, đặc biệt với đội chủ nhà Ninh Bình Liverpool Bank. Họ đang để cho đối phương dẫn trước với tỷ số 2-1 sau 3 set. Mặc dù đội bóng của huấn luyện Thái Thiên Tùng có được chiến thắng ở trận đấu đầu tiên, nhưng ở hai trận đấu tiếp theo họ đều để cho đối thủ có được chiến thắng. Vừa rồi là một tình huống kết thúc rất tốt của Bích Tuyền. Đá bóng không qua lưới. 2-1 cho Ninh Bình Liverpool Bank. Những tình huống điều chỉnh chuột một rất lúng túng của các cô gái áo vàng, nhưng vừa rồi là một điểm số đầy may mắn cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. 2-2. Sau khi trận này kết thúc khoảng 30 phút sẽ là trận bán kết đầu tiên nội dung nam giữa Biên Phòng và Hà Tĩnh. Còn vào ngày mai 15 tháng 2 sẽ diễn ra 3 trận đấu. Vào lúc 14 giờ là trận tranh nằm giữa Hà Nội và Thế Công. Vào lúc 16 giờ là trận bán kết thứ hai nội dung của nữ giữa VTV Bình Điền Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin. Còn vào lúc 18 giờ sẽ là trận bán kết thứ hai của nam giữa đội chủ nhà Nam Ninh Bình Liverpool Bank và Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Tất cả những trận đấu của Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2023 đều được chúng tôi thực hiện trực tiếp trên kênh Ninh Bình TV, kênh Osport, Osport News và các kênh mạng xã hội của Ninh Bình TV như YouTube, Facebook cũng như các kênh nội dung số của Truyền hình Việt Nam. Vẫn còn gặp rất tốt của Bích Tuyền, bóng đi thẳng vào vị trí của Thiết Trà. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Điểm số được cân bằng 4-4. Hoàng Thiều Ngát thực hiện quả phá bóng. Rõ ràng khi bị đẩy ra vị trí chủ công thì sức mạnh của Nguyễn Thị Trình đã giảm đi quá nhiều. Quả tốt của Thiết Trà. 5-4. Không có nhiều những cây chuyền hai của Việt Nam có thể thực hiện một cú đánh tốt như vừa rồi. Có hai. Điều chỉnh tách luôn. Bóng giật lưới. Nhưng hàng sau của Ninh Bình Liverpool Bank vẫn kịp xử lý. Vẫn còn. Quả tốt của Tú Linh.
Những tình huống bóng mà Tisha phân phối cho đồng đội hầu hết là rất hợp lý. Đó chính là sự khác biệt. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Thái Lan ông Varachote thì lối chơi của Hóa chất Đức Giang đã có những sự thay đổi tương đối tích cực. Một lối chơi có tốc độ cao hơn, quyền chuyển hơn, thanh thoát hơn nhờ sự phân phối bóng rất tốt của Tisha. Những tình huống nhảy chuyền của Tisha đã nhiều lần đánh lừa được hàng chắn của đối thủ. Điểm số bây giờ đã là 7-4. Chiến thắng ở trong trận đấu thứ ba vừa qua đang giúp cho tinh thần của Hóa chất Đức Giang tia sáng được duy trì ở mức cao. Dù họ chịu rất nhiều sức ép. Tinh thần của các quả áo đỏ dường như đang bị ảnh hưởng. Dù đây mới là những diễn biến đầu tiên của trận đấu thứ tư, cơ hội vẫn còn rất nhiều. Dù khoảng cách đang là 4 điểm, một khoảng cách không quá lớn. Và huấn luyện viên Thạch Thanh Tùng đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Vấn đề của Ninh Bình là thiếu sự đồng đều ở các tuyến. Họ dư thừa cầu thủ ở vị trí phụ công và chuyền hai, nhưng lại thiếu cầu thủ ở vị trí chủ công. Điều này khiến huấn luyện viên Thạch Thanh Tùng đã buộc phải đẩy Nguyễn Thị Trinh, một trong những phụ công hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam hiện tại, phải chơi ở vị trí trái sở trường. Và cô gái người Đắk Lắk gần như không phát huy được hiệu quả. Đó là quả đánh của Nguyễn Thị Trinh. Tỷ lệ ghi điểm của Nguyễn Thị Trinh ở vị trí số 4 là rất thấp. Đó là điều dễ hiểu khi cô không phải là một chủ công chính hiệu. 9-4. Cái việc lớn đã được Hóa chất Đức Giang tia sáng tạo ra ngay ở những diễn biến đầu tiên của trận đấu thứ tư. Bây giờ Ninh Bình nhìn về Postbank mới cắt được chuỗi liên điểm của đối phương. Điểm số được rút ngắn xuống còn 5-9. Đó là kinh nghiệm của Nguyễn Thị Xuân, 10 năm. Tình huống điều chỉnh số 1 tốt của Nguyễn Thị Trinh, nhưng sau đó thì Lưu Thu Huệ đã đưa bóng ra ngoài sân. Có lẽ các cô gái Ninh Bình liên về Postbank không có được tinh thần tốt vào lúc này. Và lần thứ hai trong ít phút, huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã buộc phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Cách biệt bây giờ đang là 6 điểm nghiêng về Hóa chất Đức Giang tia sáng. Hóa chất Đức Giang tia sáng đang dẫn trước 2-1 và nếu có chiến thắng ở set đấu này, họ sẽ là đội bóng đầu tiên góp mặt ở trận chung kết nội dung của nữ tại giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay.
Nếu như tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia sắp tới, Ninh Bình Liverpool Bank có được một chủ công ngoạn thì họ mới có thể cải thiện được lối chơi của mình. Hiện tại họ chỉ có 3 vị trí gần như là đóng đinh. Đó là Đinh Thu Thúy, đó là Bích Tuyền và Nguyễn Thị Trinh. Một trong 3 cầu thủ này nếu như có vấn đề thì chắc chắn Ninh Bình như cái Postbank sẽ gặp rắc rối. Ở ngay trong hiệp đấu đầu tiên, họ đã gặp bất lợi khi Liverpool Nguyễn Thị Thành Diệu gặp phải chấn thương, nhưng rất may mắn vẫn còn đó Dư Thị Yến Nhi, người cũng dần bắt nhịp được với trận đấu. Nhưng nếu như hoặc Bích Tuyền, hoặc Nguyễn Thị Trinh, hoặc Đinh Thu Thúy có vấn đề thì không biết ai sẽ là người lấp vào vị trí đó của các cô gái Ninh Bình Liverpool Bank. Lại có thêm một điểm nữa cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng khi đối phương bị ảnh hưởng về mặt tâm lý, thì các cô gái áo vàng đang ghi điểm có phần tương đối dễ dàng. Đến tận bây giờ đội chủ nhà mới cắt được chuỗi liên điểm của đối phương. 8-13. Cái biệt là 5 điểm. Ngát đang có một phong độ cao tại Cúp Hoa Lư. Đó là một tín hiệu rất tích cực cho huấn luyện viên Vanachote. Chuyển một tốt. Tình huống phòng thủ hay của Tú Linh. Quả đập ra ngoài của Hồng Ngát. 9-14. Vẫn đang là khoảng cách 5 điểm được các cô gái Hóa Chất Đức Giang tia sáng tạo ra chiếm đội chủ nhà Ninh Bình Liverpool Bank. Vẫn còn. Và kết thúc lỗi của Bích Tuyền, bóng đã đi ra ngoài sân. Bích Tuyền không thể ghi điểm. Và trả bóng tốt của các cô gái Hóa Chất Đức Giang tia sáng. 16-9. Cái việc bây giờ đã là 7 điểm rồi. Quá khó khăn cho Ninh Bình Liverpool Bank. Thêm một tiếng bắn chắn thành công nữa của các cô áo vàng, rất tội nghiệp cho Nguyễn Thị Trinh. Người mộ có thể lo lắng cho Nguyễn Thị Trinh khi cô hội quân cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games 32. Theo chúng tôi, Nguyễn Thị Trinh vẫn là phụ công hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại. Kể cả bây giờ cô không thi đấu ở vị trí phụ công thì khả năng rất cao
Cầu thủ này vẫn có tên trong danh sách của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games 32. Nhưng khi hội quân, Nguyễn Thị Trinh ít nhiều cũng gặp đôi chút khó khăn trong những ngày tập luyện đầu tiên để tìm lại bước đà, tìm lại cảm giác bóng ở vị trí đánh nhanh. Sau trận đấu này kết thúc khoảng 30 phút sẽ là cuộc đọ sức giữa Biên Phòng và Hà Tĩnh. Ở trận này Hà Tĩnh đã có sự xuất hiện của ngoại binh người Thái Lan Asanafan. Tay đập này cũng có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Hà Tĩnh tại Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay. Không biết anh có được sử dụng ở trong trận đấu với Biên Phòng hay không. Nhưng theo chúng tôi, khả năng cao cầu thủ này sẽ góp mặt. Rõ ràng khi tâm lý bị ảnh hưởng thì những pha xử lý của các cô gái chủ nhà Liên minh Liverpool Bank cũng không tốt. 19-11, tấm vé vào chơi tại trận chung kết đang đến rất gần với các cô gái hoa chất đưa sang tia sáng. Đó là tình huống ghi điểm hiếm hoi của Nguyễn Thị Trinh. Huấn luyện viên Thạch Thị Tùng cũng đã từng thử nghiệm Lê Thị Thúy ở vị trí chủ công để Nguyễn Thị Trinh đánh phụ công. Nhưng ở giải đấu này, ông đang để cho cầu thủ người Đắk Lắk chơi ở vị trí chủ công. Điểm lại được ghi cho Hóa Chất Đi Giang tia sáng. Đó là pha kết thúc của Tú Linh. 20-12. Niềm vui của các cổ động viên Hóa Chất Đi Giang tia sáng. Trong 3 mùa giải liên tiếp vừa qua ở giải Vô Địch Quốc gia, đội bóng của ông bầu Đào Hữu Huyền đều chỉ cán đích ở vị trí Á quân. Năm ngoái họ thất bại trước Glasgow Thái Bình trong trận chung kết. Và kết thúc tốt của Lưu Thiệu Huệ. 13-20. Mục tiêu của Hóa Chất Đức Giang tia sáng tại Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay là chiếc vô địch. Và mục tiêu của họ cũng là chiếc vô địch tại giải Vô Địch Quốc gia. Theo ông bầu Đào Hữu Huyền, đội bóng sẽ có một tay đập đẳng cấp châu Âu để có mặt tại vòng 2 cũng như vòng chung kết của giải Vô Địch Quốc gia năm nay. Vì vậy, mặc dù đã có cây chuyền hai rất ổn người Thái Lan là Thichea, nhưng đội này cũng đang cố gắng để có thể có được sự phục vụ của chuyền hai Nguyễn Thị Thủy, người đang gặp rắc rối với hợp đồng với Clasico Thái Bình. Quả đập của Tú Linh đã bị chắn về. Tình huống chắn bóng tốt của Lê Thanh Thúy. Trận bán kết thứ hai nội dung của nữ sẽ là cuộc đọ sức rất đáng được chờ đợi giữa VTV Bình Điền Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin. Hai đối thủ nhiều duyên nợ. Mặc dù không còn Thanh Thúy và Khánh Vy tại Cúp Hoa Lư năm nay, nhưng các cô gái VTV Bình Điền Long An đang có dấu hiệu của sự khởi sắc. Họ đã có một trận đấu tốt trước Thái Bình tại vòng bảng. Hai hai.
điểm được ghi cho Ninh Bình Liên Đoàn Postbank và ghi điểm của Nguyễn Thị Trinh 16-22. Vẫn còn. Trận bóng thành công. 23-16. Tấm vé vào chơi tại chung kết gần như chắc chắn nằm trong tay của Hóa Chất Đê Giang Tia Sáng. Một dàn cầu thủ đồng đều chất lượng, kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Những Tú Linh, những Lý Thị Luyến đang tràn trề sức trẻ. Những Nguyễn Thị Xuân dày dạn kinh nghiệm. Bích Thủy đang ở đội 9. Hồng Ngát cũng chơi rất máu lửa. Pha điều chỉnh chuyền một tốt của Tú Linh và không có để Tích Trè Hà có một tình huống chuyền bóng cực kỳ êm ái để Nguyễn Thị Xuân kết thúc. Quá mượt mà. Đó là pha ghi điểm của Nguyễn Thị Trinh. 18-24. Quá nhiều cơ hội để Hóa Chất Đức Giang kết thúc trận đấu. Vẫn còn 6 match point. Chuyền một tốt. Kết thúc. Tỷ số của trận đấu thứ tư là 25-18 nghiêng về Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng và đội bóng của Liên Bang Châu Âu có được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 để ghi tên mình vào trận chung kết. Còn các cô gái chủ nhà Ninh Bình Liverpool Postbank sẽ phải thi đấu trận tranh hạng 3. Tỷ số của các set là 27-25. Ninh Bình Liverpool Postbank có được chiến thắng ở trận đấu đầu tiên. Nhưng 3 trận đấu tiếp theo, Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng giành chiến thắng 25-19, 25-22 và 25-18. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trận bán kết đầu tiên nội dung nữ tại Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2023 của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.